kết cục bi thảm của nghề giết mổ chó, nghiệp chướng là có thật. Gia đình bà Chi ở Lâm Đồng đã phải chịu cảnh báo kinh hoàng vì hành nghề giết mổ chó gia cầm trong nhiều năm. Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 5 triệu con chó bị giết thịt để phục vụ quán ăn nhậu. Dù không có một bộ luật nào cấm cho nghề giết thịt chó, nhưng việc sát sinh đó đã tạo ra đầy ác nghiệp. Những quả báo nhãn tiền của những người hành nghề giết mổ, giống như gia đình ở Lâm Đồng này, vẫn chưa đủ cảnh báo. Bà Nguyễn Thị Chi ở miền Trung lên vùng Đức Trọng, Lâm Đồng lập nghiệp từ những năm 1980. Chồng bà tên Trung cùng quê, gia cảnh đều nghèo khó. Thời gian đầu, hai vợ chồng đi làm thuê cuốc mướn sống tằn tiện qua ngày. Sau vay mượn tiền của anh em họ hàng, bà mở quầy bán gà vịt tại chợ thị trấn. Lúc đầu, ngày bà chỉ túc tắc bán được một vài con. Những ngày giáp Tết, hai mùa cưới, bà thịt cả trăm con, đủ loại. Gà vịt, thỏ, chó, ngan ngỗng. Bà kể thu nhập trung bình mỗi ngày 500 ngàn. Những ngày đông khách, bà kiếm vài triệu ngon ơ. Từ đấy, kinh tế nhà bà phất lên như diều gặp gió, cả làng ngưỡng mộ. Một chiều nọ, có bà cụ già, tay bị tay gậy đến nhà bà xin ăn. Nhận chút thực phẩm và ít tiền từ tay, bà cụ già ăn xin bảo. Cô ơi, nhà cô sắp có đại họa rồi đấy. Cô nghe tôi nên dừng lại nghề sát sinh, phát tâm ăn chay niệm Phật để giải nghiệp, kéo sau này hối hận cũng chẳng kịp đâu. Nghe vậy, bà Chi tức giận gắt gỏng. Bà này ăn nói luyên thuyên, xéo ngài ra khỏi nhà tôi, từ giờ đừng có phát mồm đến đây xin ăn nữa nhé. Một tuần sau, có gia đình ở thị trấn Liên Nghĩa tổ chức đám cưới con trai, đặt bà Chi là một tạ thịt chó. Chồng bà phải mất 2 ngày xuôi ngược khắp nơi thu mua cả thảy được 9 con. Buổi chiều, trong lúc ngồi đun nước sôi chuẩn bị làm thịt, nhìn vào cái lồng nhốt chó, bỗng dưng bà bị hút vào con chó cái màu vàng. Nó có chữa bụng khá to, nằm bệt dưới lồng vì mệt. Chợt bắt gặp ánh mắt của bà Chi đang nhìn, con chó vàng liền nhõm dậy. Nó dúi cái mõm qua ô lồng sắt, mắt nhìn bà như van lơn, ư ử, kêu như van xin tội tình. Bà Chi chợt rùng mình, bà hớt hải chạy lên nhà bảo chồng. Ông ơi, con chó vàng nhốt ở lầu dưới gốc cây ngọc lan đang có chữa, nó vừa van xin tôi đấy. Hay là mình để nuôi vài tuần, chờ nó đẻ xong rồi giết thịt sao ông nhé? Bà có điên không vậy? Con chó biết nói à, mà bà lại bảo là nó van xin bà, vớ vẩn. Nói đoạn, ông bước quỳnh quịch ra sân, cầm cái chài bằng gỗ lim đen bóng. Đớp! Bà Chi chạy ra đến nơi, đã nhìn thấy con chó vàng nằm chết duỗi, không kịp tru lên một tiếng. Hai mắt nó ướt nhẹp, mổ bụng lo ra 5 con chó con còn chưa đủ hình hài. Bà Chi bỗng thấy sống lưng ớn lạnh. 6 giờ chiều mới làm thịt xong 9 con chó, ông Trung chồng bà phải huy động thằng Tuấn, con trai cả, đang học lớp 12, nghỉ học thêm để phụ ông chở lên thị trấn. 2 bố con đi 2 xe. Buổi tối, bà Chi chờ mãi không thấy chồng và con về. Sốt ruột, điện thoại cho chồng thì nghe tiếng gắt. Tôi với thằng Tuấn đang uống rượu trên đám cưới, khuya mới về, bà cứ ngủ trước đi. 11 giờ đêm, chồng con vẫn chưa về. Ruột bà Chi nóng như lửa đốt. Tiếng chuông điện thoại kêu reng, tiếng thằng Tuấn hốt hoảng. Mẹ ơi, bố con bị tai nạn chết rồi. Sau này, thằng Tuấn kể, tan bữa tiệc cưới, 2 bố con phóng xe về. Bố đi trước, con đi sau. Đột nhiên, xe ông Trung đâm thẳng vào gốc cây bên đường. Xe máy đổ rầm, ông Trung ngã vật xuống đường, đập đầu vào tảng đá. Trán ông vỡ toang. Sau cái chết của chồng, nhớ lại lời dặn của bà cụ ăn xin hôm nào, bà Chi thấy rợn rợn. Lẽ nào lời tiên tri về đại họa giáng xuống nhà bà là thật? Nhiều đêm không ngủ, nằm vắt tay lên trán, bà cũng định bụng dừng lại nghề giết mổ. Nhưng nghĩ đến khoản lãi tiền triệu, tiền trăm mỗi ngày, bà lại thấy tiếc. Vả lại, 2 thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, bà không cố gắng kỳ cớp, sau này lấy đâu ra tiền mà lo lắng tương lai cho chúng. Một hôm, bà Chi bảo Tuấn, con học xong lớp 12 thì ở nhà giúp mẹ, học hành tốn kém,
ra trường lương ba cọc ba đồng sống sao nổi. Tuấn nghe lời mẹ, vài tháng sau nó trở thành anh đồ tể sắc tài, tiền kiếm như nước. Gái trong vùng mê Tuấn như điếu đổ, nhiều gia đình muốn gả con cho Tuấn vì Tuấn vừa khỏe mạnh, chịu thương chịu khó, lại kiếm được tiền. Cuối cùng Tuấn quyết định lấy cô Kim, hoa khôi của thị trấn. Cưới con trai đầu, bà Chi làm cổ tưng bừng suốt ba ngày ba đêm, khách mời dự đông nườm nượp, gà vịt giết không biết bao nhiêu mà kể. Bà Chi khang hết cả tiếng, nhưng mặt vẫn cười ngời ngợi như hoa. Song niềm vui ngắn ngủi chẳng tày gang. Trước hôm đón dâu một ngày, đêm muộn khi khách về hết, chú rể lụi hụi mắc lại đèn chùm trong phòng ngủ. Chẳng hiểu hí hoái thế nào mà bị điện giật chết. Ngày cưới trở thành ngày tang, bà Chi ngã ngửa người, khóc ngất lên ngất xuống. Gắng gượng lo xong đám tang cho con, bà Chi lăn đùng ra ốm, suốt ngày nằm bệt trên giường, mỗi bữa chỉ giúp được vài ba thìa loãng. Đúng 3 tháng 10 ngày, bà mới nhóc nhách ngồi dậy, lần thành giường tập đi, bà bắt đầu tin vào luật nhân quả, vào ác nghiệp sát sinh mà mình gieo rắc suốt mười mấy năm. Bà thỉnh mời các nhà sư đến nhà lập đàn tế lễ giải nghiệp suốt 3 ngày 3 đêm, rồi mua cả tạ, lương, ốc, cá, phóng sinh. Bà bảo thằng Công, con trai út của bà: mẹ cả đời vất vả hành nghề sát sinh cũng chỉ vì muốn tạo dựng tương lai tốt đẹp cho con. Con gắng học cho tốt, có công ăn việc làm đàng hoàng tử tế, đỡ khổ con ạ. Công đang học lớp 12 trường huyện, nó học rất giỏi, mơ ước thi vào trường đại học an ninh. Một buổi chiều, đi đá bóng cùng đám bạn về, nó thấy đau đầu gối chân trái, cứ nghĩ là do chạy nhiều, nên nó cứ cắn răng chịu đau. Mấy tuần sau, đầu gối sưng to, nhức nhói suốt ngày đêm, không ngủ được. Bà Chi đưa nó đến bệnh viện tỉnh Lâm Đồng khám. Xét nghiệm khối u to như quả trứng gà, bác sĩ kết luận nó bị ung thư xương. Nó khóc ầm lên, bà Chi thì chết lặng. Nghe bác sĩ tư vấn, bà Chi đưa thằng Công xuống bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. 5 tháng sau, khối u càng to, bà chuyển nó về bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, điều trị thêm 5 tháng nữa. Bác sĩ khuyên nên cắt chân, nhưng thằng Công giãi nảy. Nó mới 18 tuổi, cắt chân đến tận đùi thì đâu còn ước mơ trở thành chiến sĩ an ninh. Bà Chi nuốt nước mắt đưa con về nhà, chữa trị bằng đông y. Cứ nghe đồn ở đâu có thuốc hay, thầy giỏi là bà lần mò tìm đến. Của nã trong nhà lần lượt đòi nón ra đi. Cho đến lúc sạch sành xanh cũng là lúc khối u ở chân Công to như cối đá lỗ. Da căng mọng, tím tái, gân xanh nổi chằng chịt, trông chả khác chi cái mề gà. Một ngày khối u vỡ ra, máu mủ chảy lên láng khắp giường, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng từ đâu bay đến ào ào. Bà Chi phải giăng mùng kín mít suốt ngày. Chốc chốc, bà cầm cái quạt, đập cái đợp vào thành màng, xác ruồi rơi ào ào. Thế mà một lúc sau, cả cái màng lại đen kịch ruồi bâu. Mùi hôi thối bốc ra cả những nhà xung quanh, hàng xóm phải đóng cửa nhà kín mít. Công người gầy guộc, chỉ còn da bọc xương, khối u ở chân trông càng to càng khủng khiếp, vết loét ngày càng lan rộng, trông như miệng con chó thui. Nó kêu la rền rĩ suốt ngày đêm vì đau đớn, nghe người trong thôn mách dùng nhựa con cóc nhỏ lên vết loét, khối u sẽ khỏi. Bà Chi đi bắt liền 5 con, dùng dao chặt đứt đôi chân rồi khoét lên thành miệng vết loét. Tiếc rẻ, bà dùng vải xô bó chặt thân 5 con cóc lên trên. Thằng Công hét toáng lên như con lợn bị chọc tiết. Xót quá mẹ ơi, con không chịu được nữa đâu, mẹ giết con đi, con đau đớn lắm. Một buổi chiều, một nhà sư già bộ hành ghé vào nhà, xin cốc nước. Biết hoàn cảnh éo le của bà, nhà sư bảo: cháu nó bị thế này là do gánh nghiệp sát sinh của chị. Mệnh cháu hết rồi, không cứu được đâu. Chi bằng chị đưa cháu đến Quán Thế Âm Tịnh Thất ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ở đó có ban hộ niệm Phật A Di Đà. Chị nhờ sư trụ trì và các Phật tử trong ban hộ niệm tụng kinh niệm Phật, trợ niệm trợ duyên, giải nghiệp cho cháu bớt đau đớn,
ra đi thanh thản, vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Sư Chú Hiền ở chùa Quán Thế Âm kể, lúc ra mở cửa, vừa nhìn thấy cái chân voi với khối u khủng khiếp, bốc mùi hôi thối nồng nặc, máu mủ chảy tông tổng, tôi muốn buồn nôn, sợn hết cả da gà. Đã nhận hàng trăm ca hộ niệm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy có người bệnh nào lại trong tình trạng kinh khiếp đến như vậy. Nhưng nhìn vào khuôn mặt xác xơ, khổ đau tột cùng của người mẹ, cùng lời van xin đến tội tình. Xin thầy rủ lòng thương cứu vớt, mẹ con đã hết đường sống rồi. Nhìn cảnh cháu Công còn da bọc xương nằm trên rỉ, tôi không đành lòng từ chối. Tôi liền thưa chuyện với sư trụ trì, Đại Đức Thích Giác Nhàn, thầy bảo, cửa Phật từ bi, che chở mọi khổ đau của kiếp người, con cứ nhận họ vào. Từ hôm đó, hằng ngày, vào mỗi buổi sáng và chiều, sư Chú Hiền, sư Chú Sơn và 40 Phật tử trong ban hộ niệm đã ngồi xếp bằng thành vòng tròn tụng kinh niệm Phật cho Công. Mùi hôi thối bốc ra nồng nặc khắp căn phòng. Một số người không chịu được đã chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Tiếng kêu la của Công nhiều khi áp cả tiếng mõ, tiếng chuông. Hai sư chú và các Phật tử vẫn dốc lòng nhất tâm hộ niệm suốt 2 tiếng. Máu mủ từ vết loét to ngoạc, nhỏ tổng tổng xuống tấm mền lót bên dưới. Một lúc lại phải thêm tấm mền khác. Ngày 3 lần, sư chú Sơn đi găng tay y tế luồn qua miệng khối u, thọc sâu vào bên trong đến tận khuỷu tay, móc dần những cục thịt thối ra để cho Công bớt đau. Chú làm ân cần dịu dàng, khuôn mặt chú hiền từ, vừa làm chú vừa nói với Công. Sư chú biết con đau lắm, nhưng nếu con cứ kêu rên như thế sẽ khiến con càng đau càng mệt. Con hãy nương vào lời tụng niệm A-di-đà Phật mà các bác, các cô chú ở đây đang tụng cho con. Và con hãy tụng theo. Sư chú tin con sẽ bớt đau. Công làm theo, từ đấy nó thấy bớt đau nhiều. Sư chú Sơn kể, mấy ngày sau, Công không kêu rên nữa, cậu thành tâm niệm Phật. Điều kỳ lạ là mùi hôi thối bớt dần. Ai cũng ngạc nhiên và càng tin vào sự vi diệu của đạo Phật. Vì thế càng hết lòng hộ niệm cho cậu ấy. 1 tháng sau, vào buổi sáng, khi sư chú Sơn đang lựa tay khẽ khàng móc từng mảng thịt thối trong khối u khổng lồ, Công nhẹ nhàng bảo, chú Sơn ơi, tối qua con nằm mơ, thấy Phật Di Đà về đón con đi. Ngài mặc áo vàng rực, tay cầm đóa sen vàng, ngài mỉm cười với con chú ạ. Thế con có sợ chết không? Chú Sơn hỏi. Con chỉ sợ đau chứ không sợ chết. Chú vẫn bảo con, nếu con thành tâm niệm Phật hằng ngày, con sẽ được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Sư chú Sơn mỉm cười gật đầu, Công bảo, con muốn gặp mẹ con. Khi mẹ ngồi bên, Công nói giọng nhẹ nhàng nhưng rành rọt. Mẹ ơi, con bị bệnh thế này là do mẹ tạo nghiệp sát sinh suốt 15 năm đó. Mẹ đừng làm nghề giết mổ gà vịt nữa nha. Dù cho phải đi ăn xin, mẹ cũng không được làm. Mà mẹ chuyển hẳn sang ăn chay trường đi. Còn ăn mặn là cộng nghiệp cho những người làm nghề giết mổ. Buổi chiều hôm ấy, Công trúc hơi thở cuối cùng trong tiếng mõ lời kinh của ban hộ niệm chùa Quán Thế Âm. Công ra đi nhẹ nhàng, thanh thản, không rên la, không đau đớn, khuôn mặt hồng hào như người đang ngủ. Điều kỳ lạ là toàn thân tỏa mùi thơm như hương trầm và mềm mại. Mềm đến độ sư chú Sơn nhấc cả 2 tay của nó lên, lắc lư. Cổ tay, những ngón tay trắng hồng của nó lắc lư theo như múa. Cả khán phòng bỗng vang lên, A-di-đà-phật, như tiếng reo vui, niềm tin của những người con Phật vào Phật Pháp nhiệm màu. Pháp nhiệm màu, Pháp nhiệm màu, Pháp nhiệm màu. Đi câu bị cảm động. Tại huyện Liêu Trung, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc, Trung Quốc. Một buổi sáng đầu thu năm 1997, gió hay hay thổi. Dòng Liêu Hà yên tĩnh, nước trong biên biếc, bên bờ cây cỏ tốt tươi, cành lá đông đưa khi làn gió nhẹ thổi qua. Cảnh vật ấm áp hiền hòa dưới ánh nắng ban mai tỏa chiều.
Đỗ Tiên Sinh tay cầm cần câu, vai đeo vỏ, săng sái đi đến cạnh bờ sông. Ông móc mồi vào lưới câu và thả xuống nước, sau đó nhìn chăm chăm vào mặt sông, hồi hộp chờ đợi, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa thú vị, hình như có con cá lớn đã mắc câu. Cứ nhìn lượt bị kéo căng của dây câu và cần câu thì biết. Ông liền giật câu lên, con vật dính câu đã hiện ra trên mặt nước. Gương mặt Đỗ Tiên Sinh từ vui sướng bỗng chuyển qua kinh ngạc khi thấy hoạt cảnh lạ lùng trước mắt. Có thể nói là từ hồi đi câu tới giờ, ông chưa từng chứng kiến qua. Con vật cắn câu không phải là con cá lớn, mà là một ả rùa to. Trên bình rùa còn có mấy con rùa nhỏ, chúng bám chặt bình rùa lớn không buông, do vậy mà đồng loạt bị kéo theo lên hết. Cần câu vừa hạ xuống đất, thái độ của mấy rùa nhỏ giống như vệ sĩ, chúng lập tức bao quanh rùa lớn. Đôi con mắt đen bé nhìn trừng trừng vào Đỗ Tiên Sinh, vẻ rất căng thẳng. Xưa nay ông vốn gan dạ và bình tĩnh, nhưng trước cảnh tượng lạ lùng này, ông chưa biết xử trí ra sao. Thực ra ông cũng từng nghe nói về tánh linh động vật. Đối với những lời đồn, những điều nghe được này, thuở giờ ông không quan tâm và chẳng hề tin, vì ông luôn cho rằng người ta thích khoa trương phóng đại bị đặt ra thôi. Nhưng giờ đây, đối diện với hình ảnh sống động nhưng khó tin trước mắt, ông hoàn toàn bị chinh phục. Những con rùa bé nhỏ này khiến ông nhớ lại thời ấu thơ của mình, nhớ đến thâm tình cha mẹ, anh em, thắm thiết. Ông nghĩ các chú rùa nhỏ này cũng vậy, cũng biết yêu thương và rất muốn bảo vệ tình thâm. Chắc chúng cũng đeo mẹ, thương mẹ, giống hệt như ông hồi nhỏ vậy. Té ra, những động vật bị con người thẳng tay tàn sát kia cũng có linh tính, cũng có tình cảm và đời sống giống y như con người. Lương tri Đỗ Tiên Sinh bị đánh thức. Cuối cùng, ông quyết định làm một việc xưa nay chưa từng làm là phóng sinh. Ông lặng lẽ tháo con rùa to khỏi móc câu, thả nó xuống nước. Sau đó, lần lượt thả mấy chú rùa con xuống theo, lòng đầy áy náy, ăn năn. Ông nói với đám rùa, xin lỗi nghe, các ngươi về nhà bình an nghe. Mấy chú rùa nhỏ bơi theo sau mấy chú rùa lớn, trong đó có một rùa con cứ quay đầu lại nhìn ông. Sau đó, Đỗ Tiên Sinh bẻ gãy cần câu. Kể từ ngày hôm ấy, ông không câu cá và dứt hẳn sát sinh. Hiện giờ, ông là một đệ tử trung thành của Phật giáo. Ông thường kể lại câu chuyện này và khuyên mọi người không nên sát hại sinh vật. Tục ngữ nói, nhân chi sơ tính bản thiện, có nghĩa là bản tính con người ban sơ rất hiền thiện, nhưng tùy theo tuổi tác ngày một lớn và do ảnh hưởng môi trường hoàn cảnh không tốt, mà tính thiện lành này cũng dần dần bị che lấp, rồi người ta sa vào các việc xấu hồi nào không hay. Những người may mắn thì gặp được cơ duyên khiến họ tỉnh ngộ, sửa đổi và cải ác tùng thiện, khôi phục bản tính trong lành sẵn có. Đỗ Tiên Sinh chính là một trong số người may mắn này. Mang thai không nên nổi giận. Tại một ngôi chùa ở Tây An, có một phụ nữ khoảng 50 tuổi đang hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp kể lể những uẩn khúc của bà. Vợ chồng bà sớm đã ly dị, nhưng đứa con gái do bà trăm cây ngàn đắng nuôi dưỡng khôn lớn, hiện nay là sinh viên Viện Nghiên cứu Đại học Bắc Kinh. Từ sinh ra đến giờ, tâm tính hành vi nó rất kỳ khôi, luôn thích kình chống mẹ, hễ bảo nó đi đông thì nó rảo tay. Thí như nó ưa ăn cơm rau xào, bà liền làm thật ngon cho nó ăn, rõ ràng là nó đang thưởng thức say mê. Vậy mà cứ làm ra bộ chẳng thích, leo lẻo nói mình ưa thứ khác và trách mẹ không chiều theo. Hôm sau, bà làm đúng thứ nó yêu cầu, thì nó lại nói mình ưa món khác, chẳng phải thứ này. Nghe mà phát tức vậy đó. Nhưng ở bên ngoài, ai cũng khen nó là một cô gái rất biết điều, và năm nào cũng được bầu chọn là học sinh giỏi nhất của trường. Mặc dù nhờ ảnh hưởng mẹ, nó cũng tin Phật, nhưng thái độ cư xử vẫn không thay đổi. Hễ bà nói niệm Phật tốt
thì nó nghiêng qua tham thiền, dù lúc tĩnh tọa, thấy rõ ràng nó niệm Phật. Thưa sư phụ, ngài nói xem, có phải là nó nghịch duyên với con hay không? Có phải là nó đến đòi nợ con không? Hòa thượng bảo, lúc mang thai, cháu được 6 tháng. Bà thường nổi giận, bà đã gây cãi với chồng mấy lần. Bà nghĩ một lúc, rồi đáp, dạ có, con gây với ông xã 2 lần. Chồng bà ngày xưa, một bề yêu thương bà, phải không? Dạ đúng ạ. Chồng bà mỗi khi gây, giận, lòng rất oán trách bà. Vì mỗi lần gây, dù bà biết mình sai, song vẫn cố cải bướng. Sau đó, bà làm mất đi lòng yêu thương chồng dành cho bà, cũng khiến ông mất lòng tin về cuộc sống chung. Khi chồng bà đề nghị ly hôn, bà tuy trong lòng rất không muốn, nhưng ngoài miệng cứ oan oan nói lời trái ngược, còn hùng hổ tuyên bố. Ly thì ly, ông biến ngay cho tôi. Từ hồi ly dị đến giờ, bà không tái hôn, là bởi vì hối hận và hoài niệm, đúng không? Đột nhiên, bà bật khóc tức tưởi nghẹn gào, lệ tuôn tràn rụa. Hòa thượng nói tiếp. Lúc bà gây cãi với chồng, thai nhi trong bụng cũng khởi niệm tức giận bà. Cơn phẫn nộ của bà cũng làm thương tổn đến gan tạng con bé. Bà có lỗi nhưng không chịu nhận mình sai, dẫn tới vợ chồng phải ly dị, khiến cháu bị mất mát tình thương của cha. Mà nó chủ yếu là vì cha mà đến, đầu thai làm con gái 2 người. Nên tận trong sâu thẳm của ý thức, nó đã có sẵn niềm oán hận bà. Thực ra, nội tâm bà đã thầm sám hối lỗi xưa với chồng, chỉ là không chịu công khai nói ra thôi. Có một cách giúp bà chuộc lỗi mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hiện tại của ông. Để ông biết bà đã ăn năn, thì hãy dùng tâm sám hối đó đối diện với con gái. Chính do sai trái của bà khiến đời này nó bị mất đi tình phụ tử. Khi ở nhà, bà hãy chí thành tụng lễ 3 bộ lương hoàng sám. Dưới sự gia trì của Phật, thái độ con gái đối với bà sẽ thay đổi, nó sẽ thành một đứa con hiếu thuận. Nguyên nhân sư Diệu Dung xuất gia. Tôi chào đời trong một gia đình công nhân phổ thông. Gia cảnh cha mẹ đôi bên tương đối khác biệt. Mẹ tôi là một người rất tin thờ thuyết, trên đầu 3 thước có thần linh, cực kỳ tôn trọng đạo đức gia đình theo truyền thống Đông Phương và trưởng thành từ trong đó. Điều này có thể nói là do ảnh hưởng tổ tiên bên ngoại của mẹ tôi. Bởi dòng họ Lý có 2 vị tiên hiền, nhưng tôi không rõ đời nào là thầy của nhà vua Triều Thanh được hoàng đế ân phong là Võ Trạng Nguyên, dựa theo bối cảnh lịch sử trên. Gia tộc chúng tôi đã có một thời hiển hách huy hoàng và cực thịnh. Bà ngoại kể, tổ tiên bà rất ưa làm phúc, gia phong liêm chánh. Những năm đói kém thường mở kho bố thí, nấu cháo cứu tế, chẩn bần giải tai. Nhờ âm đức tổ tiên, cho dù đến bà cố gia đạo, tuy có suy vi, nhưng vẫn giữ y nếp xưa theo đúng lời ông cha hằng giáo huấn, phải luôn dùng đức báo oán, dùng thiện đãi nhân. Đây là việc đáng mừng, đáng tự hào cho dòng tộc. Bà ngoại tôi sau khi kết hôn, gia phong vẫn duy trì chánh khí, nhất là đối với con gái, lo huấn luyện nữ công thêu thùa, gia chánh khéo léo, khi cười vẫn giữ oai nghi, đi đứng nghiêm trang, hiếu kính song thân, chu đáo với khách. Phải nói là tất cả con cháu đều được giáo dục kỹ lưỡng. Bà ngoại sinh 6 con, gồm 3 trai, 3 gái. Mẹ tôi là trưởng nữ, nhờ thọ hưởng nền giáo dục tốt nên được lợi ích rất lớn. Mẹ tôi từ nhỏ tính tình ôn nhu hiền lương, thành tín, minh lễ đối với người khoan hậu, thông minh, khéo léo. Bà cùng Phật môn đặc biệt có duyên.
Ngoại trừ thời chiến loạn, bà chào đời trong chùa. Sau khi bà ra đời không lâu, thì ông ngoại mua bức tranh Nhị Thập Tứ Hiếu và tượng Quan Âm, ngàn tay ngàn mắt, từ Thượng Hải đem về thờ. Ông bà ngoại và bà cố tôi đều kinh ngạc khi phát hiện mẹ tôi càng lớn, càng giống hình Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Có một dạo, điều này thành là đầu đề bàn tán của mọi người trong lúc trà dư tửu hậu. Thật là rất ngộ. Mẫu thân tôi tính tình dịu dàng ôn nhu, rất thích thi họa. Tuy học chưa hết đệ ngũ, nhưng bà rất có tài. Năm 1958, gia cảnh càng khó khăn, chị em tăng thành 6 người. Do vậy mà mới 14 tuổi, mẹ tôi bị bắt phải thôi học để đi làm, phụ sớt chia gánh nặng cuộc sống cùng cha. Vì hiếu thuận, bà ngoan ngoãn dâng lệnh, chẳng mảy may có lời than oán. Tiếp theo đó, bà nếm trải 10 năm phong vũ luyện mài, phải làm nhiều việc khác nhau để sinh nhai. Nhưng chẳng vì vậy mà bị thui chột trí thức đối với khát vọng về chân đế cuộc đời. Trong đoạn văn Tư Ngộ, bà viết: cuộc đời tôi giống như một quyển sách vậy, lật trang nào cũng đều có mưa cuồng bão dữ. Muốn chọn một bến đổ giữa phong ba, cũng phải ra sức phấn đấu trong cảnh nổi chìm. Tuy đã nhìn thấy bờ rồi mà vẫn còn cách một khoảng xa, nên dần phải hướng lên, tiến tới mãi. Cuộc đời tôi cũng giống như vậy, vẫn luôn phải cố gắng tiến bước không ngừng về miền đất thánh, phải quỳ dài mà tiến lên. Cả đời mẹ tôi thường nhẫn nhục gánh vác, đối với nhân sinh luôn có cái nhìn hướng thượng, thiên về nẻo sáng. Năm 1997, trải qua mấy mươi năm mài luyện chua cay, cuối cùng vận mệnh mẹ tôi cũng phát và nhìn thấy ánh mặt trời. Đầu tháng 6 năm đó, bà lên Nga Mi hoan hỷ nghe giảng kinh. Lời dạy của Phật như trận mưa cam lộ tưới đẫm vào nội tâm khô cằn của bà. Mẹ như kẻ nghèo gặp châu báu, rơi lệ như mưa. Tuy chưa quy y, nhưng từ năm 1997 phát tâm ăn chay trường cho đến nay. Hiện tại bà là đệ tử Tam Bảo, quyết tâm ngay một đời này liễu thoát sinh tử, xin cầu cho mười phương tất cả chư Phật Bồ Tát ba đời gia hộ mẹ tôi có thể vĩnh viễn thoát khỏi biển khổ sinh tử, viên mãn đại nguyện Bồ Đề. Sau khi tham gia quân ngũ rồi, tôi mới bắt đầu học Phật dưới sự dắt dìu của mẫu thân. Tôi thấm nhuần pháp ích, học Phật không lâu thì gặp dịp bộ đội cắt giảm 50 vạn nhân sự. Tôi vội xin từ chức, giả biệt 7 năm sống trong quân đội, chuyển về địa phương. Mặc dù điều kiện công tác đang được ưu đãi, lãnh lương rất cao, nhưng tinh thần tôi lại cảm thấy cuộc sống khổ phiền và ngột ngạt. Dần dần nhen nhúm ý muốn xuất gia. Có thể đây là nhân duyên đời trước của tôi, nhưng cũng có thể nói từng bước trưởng thành của tôi đều không rời bàn tay nâng đỡ, giáo huấn dắt dìu chuẩn mực của mẫu thân. Mẹ tôi dạy: xuất gia không phải việc nhỏ, con phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy quyết định. Việc này giống như mũi tên một khi đã bắn ra, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Nếu có chết á, thì cũng phải chết trên con đường hoằng pháp nghe con. Cảm ơn Phật Bồ Tát đã an bài. Không bao lâu, tôi được Hòa Thượng Thể Quang, vị cao đức đương kim Thiền Tông thu nạp. Thực cảm ơn sư phụ đã từ bi, hai lần tiếp kiến đều đáp ứng thỉnh cầu xuất gia của tôi. Khoảng tháng 7 năm 1999, tôi từ bỏ công tác nhiều người thèm muốn, được mẫu thân hỗ trợ. Tôi bố thí hết y phục vật dụng thế tục, sửa soạn hành trang giản đơn, lên xe lửa Nam Hạ. Mẹ tôi cần khổ một đời, chỉ có duy nhất một con gái là tôi. Song bà vẫn có thể cứng rắn đúng hẹn, hộ tống tôi đến chùa Tịnh Cư, núi Dân Cư, tỉnh Giang Tây. Ngày 28 tháng 8 năm 1999 âm lịch, tôi chính thức thế pháp xuất gia,
được sư phụ ban cho pháp hiệu Diệu Dung Tự Thanh Minh. Từ sau khi phụ thân mất, hai mẹ con chúng tôi nương nhau mà sống, cùng bầu bạn hơn 10 năm qua. Lúc nghỉ phép, tôi rất thích nghe mẫu thân nhắc về thời thơ ấu của mình. Mỗi khi bà kể, căn nhà nhỏ của chúng tôi luôn rộn rã tiếng cười. Do tính tôi thở bé khác biệt với đa số trẻ nít, khiến mẹ tôi nếm đủ mùi đau đầu. Mẹ kể, người ta thường nói, con nít mới sinh rất xấu xí, nhăn nhúm. Nhưng tôi sinh ra, ấn đường no đầy, rất sáng, sống mũi hiện rõ thẳng cao, mặt mày hồng hào, hai má lúm đồng tiền. Bà mụ khi phụ đỡ đã không ngừng tắm tắt. Ôi trời đất ơi! Sao bà, con bé nó xinh quá đi thôi à. Và em bé xinh đẹp này, mấy ngày sau đã khiến cho mẹ dở khóc dở cười vì màn quấy nhiễu kinh khủng. Trước tiên, vừa chào đời, thì tôi khóc oa oa, và cứ thế tấu mãi không ngừng, suốt 100 ngày đêm chẳng gián đoạn. Tôi cứ đêm khóc ngày nghỉ. Mẫu thân kể, tôi có thể khóc một hơi 4 tiếng đồng hồ, thành tích vượt hơn chỉ tiêu này cũng có mấy lần, nhất là vào nửa đêm, khiến hai ba dãy nhà của các chú dì ngủ xung quanh đều bị tiếng khóc của tôi hành hạ. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, tôi không hiểu sao lúc đó ba mẹ tôi có thể chịu đựng được và cam cảnh tra tấn như vậy suốt hơn 3 tháng trời ròng rã, bất kể ngày đêm. Mẫu thân tôi bản tính vốn độ lượng, mỗi khi tôi khóc, bà luôn khôi hài bảo. Nữ ca sĩ nhí nhà ta bắt đầu khoe âm thanh vượt không gian rồi. Cũng có người mách nước, bảo gia đình nên viết mấy chữ vào tờ giấy vàng như Thiên Hoàng, Địa Hoàng. Nhà tôi có con bé khóc hăng, quân tử đi ngang đọc mấy biến, hệ thức liền ngủ đến sáng, ngoan. Nhưng mẫu thân cảm thấy chịu đựng được, nên chẳng viết chán chi. Lúc đó, hình như tôi được thể, cứ khóc mãi không thôi. Ngay cả ban đêm, bất kể bạn thích hay không, nữ ca sĩ nhí tôi cứ ngân mãi âm dài, hét cao, sướng to cực độ. Đủ trăm ngày mới đình chỉ. Ba mẹ và láng giềng cuối cùng cũng được hưởng phút giây bình yên. Tuy tôi khóc lâu như vậy, song chẳng ai nghiên cứu, tìm hiểu hay đem đến bác sĩ khám chi cả. Bây giờ thì tôi suy đoán, có thể do thấy thế gian này khổ quá, nên tôi mới khóc dữ vậy đó. Mẹ kể, khi tôi tạm lớn chút, trông rất mõm mĩm, mặt bầu bỉnh, đôi mắt to tròn, môi đỏ hồng, ai cũng cưng yêu và bảo rất thích đôi mắt sáng to trong veo của tôi. Mỗi lần gặp, đều không nhịn được, luôn muốn dừng lại trêu tôi đôi chút. Nhưng tôi khăng khăng không cho bất kỳ ai chọc phá, ngay cả phụ mẫu còn không thể, huống nữa là người ngoài. Đa số con nít ưa tụ họp chơi đùa, nhưng tôi hễ bị trêu là không ưa và phản đối bằng cách khóc lên. Tôi không hay chơi đùa với các trẻ khác, cũng không ưa ồn đông đúc. Khi chụp hình kỷ niệm toàn gia, cả gia đình ai cũng chọc cho tôi cười, nhưng không sao khiến cho tôi cười được. Các dì tôi thường đùa, gọi tôi là Tiểu Nhi Thâm Độc. Hôm nay, tôi đã là người cửa Phật. Có thể tạm giải thích nguyên nhân tính khí của mình theo bài kệ cảnh tỉnh. Mỗi ngày trôi qua, mệnh cũng giảm dần, như cá thiếu nước, nào có gì vui. Có lẽ tư duy này tiềm ẩn trong tàng thức, nên mới khiến tôi buồn khóc vì thêm một lần nữa bị bất hạnh luân hồi lưu chuyển. Hình như giải thích như thế này có vẻ hợp hơn. Lúc được 14 tháng, tôi vào nhà trẻ, mẹ tôi mấy lần lén quan sát, thấy tôi thường im lặng ngồi một mình, cứ trơ như gỗ nhìn đám đông. Các bạn nhỏ giống như tôi mới đến thế gian này chưa lâu, đám con nít với đủ trạng thái, cười có, khóc có, bò có, quỳ có, vân vân. Những hiện tượng hỗn tạp này
hình như khiến tôi vô phương tiếp nhận, nên đôi mày thường nhíu lại, hiện vẻ căng thẳng. Có lúc gặp bạn nhỏ chủ động tới chơi, muốn an ủi con bé cô độc như tôi, thì tôi luôn tỏ ý ưa ngồi một mình, chừng như khó hòa nhập cùng đám đông. Do vậy mà các dì tôi nói, hiện tại là tiểu nhi thâm độc, lớn lên là đại nha đầu thâm độc. Nhưng tôi cũng thích giúp đỡ bạn. Bạn làm rớt bánh, thì tôi cúi xuống lượm đưa cho. Vậy mà nó tưởng tôi dành ăn, nên cắn tôi. Đúng là hiểu quá sai, đồ cái thứ lấy ác đáp thiện. Tôi oan khuất bật khóc, sau đó chẳng ưa chơi hộp quần nữa. Mẫu thân nói, tôi từ nhỏ đã ngủ rất ít, cực ít, chưa từng nghỉ trưa. Mẫu thân làm việc khoảng 6 giờ thức dậy, thì tôi cũng thức theo, trưa cũng chẳng ngủ. Vào nhà trẻ buổi trưa cho ngủ 3 tiếng, tôi cứ lăn qua lộn lại trên giường không ngủ, cô giáo cũng bó tay. Khoảng 3 tuổi, trí lực tôi tạm khai mở, bầu bạn cùng các câu chuyện đồng thoại thật hay do mẹ kể mà lớn lên. Nhân vật trong chuyện luôn xả thân vì người, phẩm cách chân thành, thiện lương tươi mát, cứ vậy mà thấm sâu vào tâm linh thơ dại của tôi. Sức nhớ và sự tưởng tượng tư duy của tôi tương đối cao. Tôi học tập rất dễ, không hề tốn sức. Tôi có một tật khiến cho mẹ rất phiền, là hồi nhỏ, mỗi khi mẹ chải tóc, tôi luôn giãy nảy khó chịu, giống như bị cực hình. Mùa hạ, mỗi lần mẹ chải tóc, tôi đều khóc ầm lên, khóc đến mặt mày nhem nhuốc, khiến mẹ cũng toát mồ hôi theo. Ngày nào cũng vậy, ai mà chịu thấu. Cuối cùng, mẹ tôi nói, thôi thì cạo quách nó đi cho yên chuyện. Vì vậy, mà 2 tuổi, tôi đã cạo đầu, 3 tuổi, lại cạo lần nữa. Nếu không tiện để tóc dài, thì cứ cắt như kiểu con trai. Như vậy, cả tôi lẫn mẹ đều khỏe. Bây giờ thì khỏe hơn nữa, vì được cạo vĩnh viễn. Mẹ tôi nói, tôi rất có phong thái và thích làm khất sĩ. Mùa hạ, đến giờ ăn, mẹ chưa tan sở về nhà. Do ở chung cư trời nóng, mọi người hay dọn ăn ngoài sân. Nhà nhà cách nhau không xa, những lúc đó tôi thường cầm cái chén, đến gần họ, đứng bên bàn, không nói gì, im lặng nhìn họ ăn cơm. Láng giềng thấy vậy mỉm cười, nhìn tiểu khất sĩ nhỏ bé như tôi, hỏi, con đói bụng hả? Tôi im lặng gật đầu. Họ liền đơm cơm và thức ăn vào chén cho tôi. Nếu như tôi ăn chưa đủ, thì lại đến cạnh bàn họ im lặng, khất thực lần nữa. Cho đến bao giờ cảm thấy no bụng thì thôi. Việc này từng xảy ra lúc tôi 4-5 tuổi, khiến mẹ tôi rất ngạc nhiên, khó hiểu. Tôi học rất mau biết, siêng năng, nhớ dai. Tùy theo tuổi tác tăng, mà năng lực làm việc cũng phát mạnh mẽ. Hồi học lớp ấu nhi, 5 tuổi tôi đã được cô giáo chỉ định làm trợ thủ, giao cho nhiều việc để làm. Lên tiểu học, năng lực này càng tăng, thành tích học luôn ưu tú. Tôi làm việc sôi nổi nhiệt tình, yêu tập thể. Suốt 6 năm tiểu học, luôn được trường bầu chọn là học sinh xuất sắc. Năm nào cũng làm trưởng lớp và chẳng còn chút dấu vết gì của tiểu nhi thâm độc. Nhưng tôi vẫn có thói quen ngủ ít, không bao giờ ngủ trưa. Tôi làm việc học tập luôn đứng đầu, nên kiêu khí cũng tăng cao. Cô chủ nhiệm muốn dẹp kiêu khí của tôi, nên trong niên học nọ, đã cố ý đem mỹ danh học sinh ưu tú cấp tỉnh của tôi dán xuống cấp địa phương. Vì việc này mà cô phải đặc biệt đến nhờ mẹ tôi phụ giúp. Mẹ tôi hào sảng đáp ứng. Nào ngờ sau việc đó, cô bị hiệu trưởng giận dữ quở trách, rất nghiêm. Bây giờ nhớ lại, tôi thầm hiểu cô vì lo cho tôi mà phải động não dụng tâm gian khổ. Trong lòng tôi xấu hổ áy náy mãi. Mỗi khi nhớ đến nghĩa tình ân sư nang báo kia, tâm cứ nặng nề như bị đá đè. Hồi tưởng lại thời thiếu nhi, cha mẹ tôi đồng lương khiêm tốn, ráng lo cho tôi ăn học. Tôi chơi với bạn,
họ cần gì tôi đều đáp ứng. Có khi bà mượn 1 đồng, 2 đồng, không trả nữa, tôi cũng chẳng đòi. Khi tôi lớn lên làm việc, kiếm tiền rất dễ dàng, kinh tế độc lập. Những y phục vật dụng đắt tiền, từ 100, 200, thậm chí đến số ngàn, chỉ cần bạn thích là tôi sẵn sàng biếu cho. Xuất gia rồi, tính cho biếu rộng rãi này càng phát hơn. Hồi tưởng cuộc đời mình gần 30 năm, tôi có cảm giác, ắt hẳn cái quá khứ mình từng là tu sĩ. Do hối hận, một niệm mê đi vào luân hồi thọ khổ, nên mới khóc dai dẳng. Tính không ưa chơi đùa ồn ào, mà quen khất thực, biết thương xót tử vong, yêu quý động vật, xem nhẹ tiền tài. Mọi việc nếu tư duy theo kiểu này, thì đây có lẽ là đáp án chính xác. Nhiều người hay hỏi tôi một câu họ thắc mắc chung là, vì sao lại xuất gia? Quả tình tất cả họ đều nghĩ không thông nên cứ suy đoán mãi, rốt cuộc đành kết luận rằng, chỉ có thất tình, chán đời, sự nghiệp thất bại, bị phụ rẫy, tinh thần bị sốc, vân vân nên mới phải xuất gia. Thậm chí các bằng hữu cố cựu của tôi còn nổi giận, tìm đến gây cãi, mắng tôi là kẻ tự cam đọa lạc, quá mê tín cố chấp, nên mới xuất gia, và họ xúm nhau thuyết phục khuyên tôi mau mau quay về. Đúng là cái nhìn thế nhân dành cho các tu sĩ hiểu lầm quá sâu. Họ cho rằng sự lựa chọn của tôi là không có lý trí, là bất bình thường, là điên. Sao là bình thường? Sao là bất bình thường? Trước khi tôi xuất gia, cũng từng sống rất vui nhộn như bao người. Thời ấu niên tôi bầu bạn và lớn lên cùng với những câu chuyện đồng thoại mà mẹ kể. Thời tiểu học, sơ trung, cao trung, tôi ưa nhất là thú vui đọc sách, trữ sách, thư viện riêng của tôi chứa đầy danh tác thế giới. Tôi hay sưu tầm trích dẫn các danh ngôn, danh nhân, rút tỉa chân thiện mỹ từ trong đó, và thường đem các câu răn dạy của cổ thánh tiên hiền để răn nhắc khuyên mình tiến lên. Thời sơ trung, tôi ưa đọc các sách huyền bí, nói về đĩa bay. Trong não chứa đầy những thắc mắc như, có người ngoài hành tinh ở địa cầu khác chăng? Trời cao đến đâu? Sau khi chết rồi, mình sẽ đi về đâu? Năm đó tốt nghiệp sơ trung, một bạn thân của tôi vì thi rớt nên uống thuốc rầy tự tử. Nhìn tấm ảnh cô bạn gái tuổi trẻ, mặt còn non choẹt, đôi mắt sáng như thuở nào, còn đeo theo tôi chơi đùa trò chuyện. Tôi rơi nước mắt, mạng sống sao quá vô thường mong manh, ngắn ngủi trong hơi thở. Sống không phải để đau khổ, mà phải làm sao để không khổ. Tôi nhìn thấy bạn bè quanh mình vì tranh giành công danh, vùi đầu học thi, lo chuyện đậu rớt mà khổ đau rên rỉ. Dõi nhìn đại lộ dòng xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại, vội vội vàng vàng, mặt mày khẩn trương, chứa đầy phiền lo không đâu. Các nam nữ tuổi trẻ thì cuồng nhiệt săn đuổi, bắt chước theo thời trang của các ngôi sao điện ảnh, tranh hơn thua nhau bằng hàng hiệu, dùng quần áo đúng mốt thời thượng để lòe nhau. Tôi thầm nghĩ, những đua đòi trần thế lao sao thật hỗn tạp và bát nháo. Đằng sau những cạnh tranh khốc liệt vô nghĩa đó, phải chăng có nhiều người vẫn âm thầm thiết cô độc, tự an ủi mình trong thê lương? Rốt cuộc, con người ta sống để làm gì? Đi học cực khổ, nỗ lực phấn đấu, cả đời vật lộn đua tranh là để truy cầu cái gì? Có phải tiền bạc, vật chất cũng không đem lại hạnh phúc thực sự cho đời sống chăng? Còn tình yêu nam nữ, những lời hẹn biển thề non, những lời nguyện hứa sống chết với tình, liệu có thể duy trì và kéo dài bao lâu? Tuy cảm thấy rất cô tịch chán nản, tâm linh luôn buồn rầu cảm thán,
những cảm xúc yếm thế này nhanh chóng bị cuộc đua tranh thi vào đại học phủ lấp. Nhưng lại chuyển thành làn sóng ngầm mạnh mẽ ẩn tàng tận đáy lòng tôi. Tôi nghĩ thôi thì dùng màu áo lính và cuộc sống quân sự để thay đổi nếp sinh hoạt sa sút. Tiếc là cảnh vui không bao giờ bền lâu. Một bước trở thành nữ sĩ quan, tôi dần dần cảm thấy chán phiền trong cảnh thay đi thịt bước bầu rượu túi cơm này, chán nếp sinh hoạt tẻ nhạt và những mối giao tế hương ngụy, chán ghét sự lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, làm việc kiếm tiền, dưỡng da nuôi miệng, tiêu khiển giải trí, ngày lại ngày, năm qua năm, cứ thế không đổi. Hôm qua chờ hôm nay đợi ngày mai, không có gì khác lạ. Tôi bi ai, cảm thấy mình từng bước tiến về tử vong một cách khó chịu. Lỗ Tấn nói, không hài lòng là đang hướng thượng. Nhưng bây giờ, tiền tài, danh vọng, địa vị, những thứ mà thường nhân cả đời ước ao tranh giành không ngừng, thì tôi có rất dễ, nhưng lại thấy chẳng có chút ý nghĩa chi. Tôi tuyệt không có tâm muốn chiếm hữu. Thế thì tôi truy cầu cái gì trong cuộc sống? Tôi giống như một kẻ lang thang ưu buồn, lạnh lẽo, vọng nhìn chung quanh, sau lưng mang mang, trước mắt mờ mịt. Tôi thử sống như mọi người, cũng tiêu xài, giải trí theo cách sang cả phong lưu, dùng toàn hàng cao cấp đắt tiền, cũng quần là áo lụa, trang điểm thật xinh, thử vào các quán sang trọng rực rỡ ánh đèn nhấm nháp cà phê, sâm banh. Nhưng lại thấy thê thảm hơn khi phát hiện mình giống như một tên hề đáng thương không thuộc vai diễn, ngồi co ro trong một góc. Sau đó, tôi gửi tình vào sơn thủy, lấy thiên nhiên làm lương dược, để điều trị tâm linh bất thường này. Tôi mê say và thích sống giống như tác phẩm Đào Hoa Nguyên Ký từng diễn tả, muốn làm ẩn sĩ để mùa đông hái cúc, mùa hạ ngắm núi Nam. Cây kiểu lấy núi đồi bách tùng làm bạn lữ, sinh hoạt thanh nhàn, với mây trắng gió lành làm tôi thích thú. Ở trên núi, tôi được dịp tiếp xúc với tự viện và người xuất gia, bước vào đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, tâm tư phiền muộn bất an trở nên yên tĩnh rất nhiều. Vọng nhìn một tăng sĩ mặc áo tu, phong thái siêu nhiên thanh thoát, tôi bỗng khởi tâm ngưỡng mộ ước ao, tự nói thầm. Nếu như ngày nào đó tôi được mặc chiếc áo giải thoát này thì tuyệt biết mấy. Nhân duyên hội đủ, song thân tôi quy y Phật môn làm cư sĩ. Nhân đó cũng dìu dắt tôi đi vào đường học Phật. Tôi vô cùng cảm tạ mẫu thân đã giúp cho tôi có bước rẽ trọng đại. Mẹ tôi nhẫn nại giảng giải. Tôi bỏ công nghiên cứu một số kinh sách để thâm nhập Phật môn, cảm thấy như vừa tỉnh cơn mê dài, vui gì thoát thai đổi cốt. Những cảm xúc khó chịu quẩn bách trong tôi thấy đều tìm được đáp án nơi kinh Phật. Tôi chưa bao giờ có qua niềm khinh an hỷ duyệt như thế này, lòng cảm kích không nguôi. Tuy tôi là một bác sĩ, nhưng chỉ có thể giải quyết cái khổ nhất thời cho thân xác bệnh nhân, còn cái khổ về tinh thần, cái khổ của tử vong thì vô phương đào thoát. Và đối với vấn đề căn bản trọng đại như sinh tử, tôi đành thúc thủ bó tay. Phật là đại y dương không gì không thể trị, là bác sĩ tài giỏi tối cao trong cuộc đời, bệnh gì Ngài cũng có thể chữa. Tôi muốn tu học theo Phật, và tôi khó bề kìm nén ước muốn này, càng vô phương khắc chế niềm tôn kính, muốn đảnh lễ tạ ân cao vợi không gì sánh được của Phật. Tôi biết, từ vô lượng kiếp đến nay, mình tội nghiệp vốn thâm trọng. Vì vậy, sau khi quy y làm cư sĩ, tôi nỗ lực bố thí, đem tiền bạc vật dụng sở hữu cúng dường tượng Phật,
in kinh sách, phóng sinh, hộ trì tự viện, vân vân. Thậm chí có mượn tiền cũng phải làm cho bằng được. Bây giờ nhớ lại thái độ chấp trước để bố thí lúc đó mà buồn cười. Khi gặp Phật Pháp, tôi cho rằng mình đã tìm được kho báu tối trân quý trong đời. Thế là đem tất cả sách thế tục, sách danh nhân và mọi danh tác, bưu tem mà mình từng tích chứa, sưu tầm từ trước đến nay, cho hết, không cần nữa, những chuyện về chư Phật Bồ Tát Đại Từ Bi và lịch Đại Thánh Đức Cao Tăng hạnh nguyện thâm sâu khiến tôi cảm động rơi lệ đầm đìa như Hòa Thượng Hư Vân, Hòa Thượng Tuyên Hóa, Đại Sư Ấn Quang, Đại Sư Quảng Khâm. Các ngài có đầy đủ đại nguyện, đại hạnh, đại dũng, đại bi, đi vào đời vì chúng sinh bằng sự nghiệp xuất thế, nhẫn nhục gánh giác, nguyện lực hùng thâm, hoằng dương chính pháp, quảng độ chúng sinh, quá tuyệt vời như vậy. Mỗi mỗi đều là Bồ Tát hóa thân, thừa nguyện tái lai, khiến bao nỗi niềm cảm kích, xúc động, tôn kính, khâm phục, sùng bái cứ trào dâng và thấm đẫm toàn thân tôi. Người thế gian do quan niệm sai lầm nên miệt thị giới tu sĩ, có kẻ cho người xuất gia là hạng ăn xin lường gạt dối lừa, có kẻ cho người tu là trốn trách nhiệm bổn phận xã hội, muốn náo thân nơi cửa chùa làm ký sinh trùng hưởng thụ, là kẻ giả thần lộng quỷ mê hoặc người, có kẻ còn tưởng các tu sĩ giống như các nhân vật trong truyện tình cảm ủy mị hay các truyện võ hiệp thường viết, vì thất tình mà đi tu, hoặc là bậc đại hiệp có võ công tuyệt thế. Trong lòng tôi bỗng nghe đau âm thầm, đau mà không thể nói. Nỗi đau này càng đẩy tôi bước nhanh vào đường xuất gia. Trong Phật môn, hữu cầu tất ứng. Hoặc có lẽ trong vô hình, trời xanh đã thầm an bày. Không bao lâu, tôi được vị ân sư Đạo Cao Đức Trọng 80 tuổi thế pháp cho. Sư phụ tôi xuất gia từ nhỏ, một đời khổ hạnh. Thời tuổi trẻ, ngài lên núi tu hành, lấy rau cỏ làm thức ăn. Thu hạ xuân đông, chỉ có một y bá nạp, giá chùm giá đực. Ngày ăn một bữa, tùy cảnh mà an, chẳng cầu danh lợi. Ngài vui sống đạm bạc theo tôn chỉ, chẳng vì bản thân cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sinh thoát khổ đau. Được ngài Hư Vân ngợi khen. Tôi quyết định dùng máu mình chép kinh cúng dường, bày tỏ tâm nguyện muốn làm tu sĩ. Cảm ơn sư phụ từ ái nhiếp thọ và mẫu thân sáng suốt cương nghị đã đưa tôi đến con đường giải thoát, nhận thọ phúc duyên được sư phụ thế pháp. Lúc đó mẹ tôi cười bảo: Hồi còn nhỏ con không ưa để tóc, thường phải cạo đầu. Lần này xem như là cạo vĩnh viễn rồi đó. Tôi hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của mẹ. Bà muốn tôi nhất định phải kiên tâm đi trên con đường này đến cùng, không được hồi đầu. Sư phụ từng hỏi tôi: Con có sợ khổ hay không? Tôi thưa: Dạ không. Bởi vì gần 7 năm sống trong quân đội đã mài luyện ý chí tôi kiên cường vô úy. Nhưng khi làm tiểu sa di, lần đầu đối diện với công tác cánh phân, tôi không khỏi kinh hãi. Con gái thành phố chưa từng gánh nước hay gánh qua bất cứ thứ gì, bây giờ phải gánh đôi thùng phân to đùng, vừa dơ vừa thối, văng lên mình là muốn nôn. Nhưng tôi chuyển niệm nghĩ lại, muốn học hạnh Bồ Tát thì phải dùng đây mà phá ngã, phá hết chấp trước đối với sắc thân. Tôi nhớ hồi ở y viện, từng công tác điều trị tại khoa phỏng, hằng ngày tiếp nhận bệnh nhân thảm đến chẳng nỡ nhìn. Vì toàn bộ mặt mày nạn nhân đều phỏng, những nạn nhân này trong quá khứ từng có dung nhan thanh tú xinh đẹp mê hồn. Cũng có người anh tuấn tài hoa siêu quần bạc chúng, nhưng chỉ trong chớp mắt thôi, họ đã bị ngọn lửa cướp đoạt nhan sắc và tính mệnh, thậm chí bị phỏng đến hình dạng xấu như ma, chẳng ra dáng người nữa. Sắc thân này vô thường và chẳng có gì đáng để ái tiếc.
tôi đặt mình vào lúc đang công tác chữa trị những người đang sống mà thân bị thiêu cháy, thì lập tức có thể vui vẻ gánh phân ngay. Nhờ vậy mà tôi nhanh chóng thích ứng với mọi công tác gánh nước, bữa củi, cày ruộng, gieo trồng, nấu cơm, hành đường, vân vân. Các công việc này hồi ở thành phố tôi chưa làm qua. Tôi hiểu lao động cũng là một loại thiền mỹ lệ, giúp đã phá mọi chấp trước và mài luyện tâm trí, làm giảm thiểu vọng tưởng và tăng gia phúc báo. Tôi không ngăn được giọt lệ cảm ơn chư Phật Bồ Tát. Tôi thầm cảm thấy mình tội nghiệp sâu nặng, làm chướng ngăn tâm trí, huệ căn mỏng bạc. Nghĩ đến sư phụ muốn tôi phát tâm đại bồ đề, lấy giới làm thầy, lấy cảnh khổ làm sư, tôi xấu hổ vạn phần. Một lần tình cờ, tôi đến vùng Tứ Sơn, bị tín ngưỡng toàn dân ở đây làm chấn động. Bất kể họ bao nhiêu tuổi, từ em nhỏ khoảng 3-4 tuổi cho đến người lớn 70-80, tất cả đều chí thành, cứ tam bộ nhất bái, năm dốc sát đất đảnh lễ Phật. Dù trời đang lạnh buốt rất khắc nghiệt, tuyết rơi phủ núi. Nơi này, dù thiếu nước ít lương, cảnh ăn tuyết đầm sương cũng chẳng ngăn được nhiệt tâm đảnh lễ của họ. Khát thì nếm một nắm tuyết, đói thì nuốt một nhúm bộ samba. Tâm tư họ cực kỳ thành kính, nhờ vậy mà có được niềm vui thánh khiết. Đây há tâm của kẻ thường nhân có thể hiểu tới, tuy khổ tu mà chẳng khổ, trong cực khổ mà cực lạc. Về đến nước mình rồi, tôi cảm khái vô hạn so với đạo tâm của người dân ở Tuyết Sơn. Hàng tu sĩ nội địa chúng ta sống nơi đây đâu có đạm bạc gì. Một bề là đang hưởng phúc đó chứ. Nhưng lúc sau cuộc sống hưởng thụ vật chất cao độ, tinh thần đạo đức thường bị suy di. Vì người ta dễ lười biếng, mặc tình buông lung, ham hưởng thụ, nên dễ tật đố và phát sinh chướng ngại, biến chiếc áo tu hành thành ô bảo hộ. Dung túng tham sân si mạng nghi tàn ẩn bên trong, mặc tình cho chúng phát triển sinh sôi tràn lan, tôi thầm cảm thấy mình là hạng người có chủng tử địa ngục, chẳng chút tu hành. Ác tập dẫy đầy, mượn áo Như Lai mà không có chi để đền đáp, thật thẹn với danh Thích Tử. Chư Bồ Tát kiếp xưa từng lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, lấy máu làm mực. Tôi chẳng có phúc báo, càng không trí huệ, chỉ có một trái tim nhỏ bé, cũng làm gan phát nguyện. Xin dùng máu mình sao chép Phật Kinh, nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh, tận hư không pháp giới. Nguyện tất cả chúng sinh cùng đăng bồ đề, viên thành Phật đạo, nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Tôi không thể cắt lưỡi làm mực như đại sư Trí Thành, nên chỉ trích máu tay làm mực, chép kinh Hoa Nghiêm. Đến nay đã chép xong kinh Địa Tạng, Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, kinh Kim Cang, kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Hiện chưa chép xong kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa. Một đời chẳng mong cầu chi, xuất gia là tôi tự chọn, không hối hận, kiên định không đổi. Bởi mới nói, vinh hoa phú quý, danh hư lợi ảo, thâm tình bè bạn, ái tình. Tất cả chẳng qua, chỉ là mộng huyễn bào ảnh khói sương qua mắt. Ta bà thế giới nhiều khổ không vui, chúng ta chỉ là lữ khách tạm trú, là Phật tử lưu lãng trong cõi ta bà, bấy lâu trôi nổi bên ngoài đã thấm bệt, khốn đốn, xin hãy nên sớm quay về. Quả khanh kính bút, và xin sám hối sư Diệu Dung vì đã ghi mà không xin phép. Tàn bạo chết sớm. Lục Hiếu Chánh ở Ung Châu vốn là một viên quan nhỏ nhưng có danh tiếng. Vào khoảng năm trinh quán đời Đường, gia đạo tương đối bình an, xung quanh khuôn viên nhà ông khá rộng rãi. Lục Hiếu Chánh là một kẻ không những nhỏ mọn, không thể dung người, mà tính tình còn tàn nhẫn, bạo ngược đối với các sinh vật. Những kẻ ăn người ở trong nhà ông, nếu ai lỡ làm điều gì bất như ý, thì ông liền chửi mắng, đánh đập. Còn đối với loài động vật thì lại càng không biết thương yêu bảo vệ chúng một tí nào.
Một hôm, bỗng dưng ông nhìn lên một cây ăn quả trước nhà, thì thấy trên cây có một tổ ong mật, liền sai gia nhân di chuyển tổ ong đó đến một nơi khác. Thế nhưng, các con ong mật vẫn tụ lại làm tổ trên cây ấy mà không chịu dời đi. Hiếu Chánh rất tức giận, liền sai gia nhân nấu nước sôi, rồi xách một xô nước đầy trút ngay lên tổ ong. Đáng thương thay, hàng trăm con ong mật lớn nhỏ nhất thời đều bị vong mạng một cách oan uổng. Thế rồi, vào khoảng tháng 5 năm sau, trong lúc khí trời nóng bức, Hiếu Chánh đang nằm nghỉ trong phòng, thiều thiều nhắm mắt ngủ một cách sảng khoái, quên hết mọi sự đời, thì hốt nhiên có tiếng vo vo, vo vo. Ông đưa tay lên chùi qua miệng thì cảm thấy đau đớn như tim phổi đều bị tê liệt. Thì ra, một chú ong mật to bự từ đâu bay đến, lợi dụng lúc ông đang ngủ say, xuất kỳ bất ý, đốt một phát vào môi ông. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ môi miệng đều sưng phồng lên đỏ au. Thế là ông kêu đau liên hồi, làm kinh động đến gia nhân. Đoạn, ông cho người đi mời thầy thuốc đến, rồi dùng thuốc thoa vào vết cắn cho tiêu độc. Ai ngờ, chất độc của con ong này vô cùng lợi hại, khiến miệng càng sưng to lên, làm tắc nghẽn cả cuống họng, không ăn uống gì được. Mặc dù thuốc dùng điều trị vừa uống vừa thoa, nhưng vẫn không có kết quả. Thầy thuốc lắc đầu nói, chỉ sợ nọc độc đã công phá tới tim rồi. Qua ít hôm sau, thân thể ông tiều tụy, không còn ra hình dáng gì nữa. Bấy giờ, bỗng nhiên ông nghĩ lại việc đã qua, từng tàn sát rất nhiều ong mật một cách oan uổng, cho nên mới chuốc lấy cái khổ ngày nay. Đáng tiếc, sự hối hận ấy đã quá muộn. Ông từ từ nhắm mắt, rồi vĩnh viễn không bao giờ mở mắt ra nữa. Sét đánh kẻ tham tàn. Trong bộ sách Pháp Uyển Châu Lâm, có thuật lại một câu chuyện xưa như sau. Vào đời Đường, có một nhân sĩ ở Trường Hà Bột Hải, tên là Phong Nguyên Tắc. Anh ta vốn là một đầu tể chuyên nghiệp. Có lần ông được Quan Lộc Tự Đại Phu mời trông coi việc đầu bếp. Bấy giờ, gặp lúc vua Vu Điền của Tây Phiên là Quý Tân đến triều cống. Quan Lộc Tự Đại Nhân thiết yến đại khách. Sau khi đại yến, còn dư gần 100 con dê, vua Vu Điền bèn bảo Nguyên Tắc đem chúng đến chùa phóng sinh. Nguyên Tắc nhận lời ủy thác của người, lẽ ra phải thực hiện một cách trung thực. Không ngờ, bỗng nhiên anh ta khởi lên lòng tham, nghĩ rằng những con dê mập này đã đến tay ta, thì lẽ đâu lại đem thả một cách khơi khơi. Do thế, liền bí mật đem gần 100 con dê ấy đem đến lò mổ bán cho đồ tể để nhận được một món tiền ngoài dự kiến, cho nên trong lòng cảm thấy rất phấn khởi. Sự việc ấy trải qua đã mấy năm, Nguyên Tắc đã quên bẵng nó từ lâu, không còn nhớ một chút nào nữa. Ông còn được các bậc đại quan quý nhân giao trách nhiệm trông nom công việc đầu bếp, cho nên thu nhập cũng không đến nỗi tệ, sinh hoạt tương đối thoải mái. Vào mùa hạ tháng 6 năm Long Sóc Nguyên Niên, trong lúc Nguyên Tắc đang đi bộ ở bên ngoài cửa Tuyên Nhân, thì trời bỗng nổi cơn gió lớn, trên không mây đen tụ lại, sấm chớp dữ dội, mưa đổ xuống như cầm chỉnh trúc. Một tiếng sét nổ chát tai làm kinh động toàn thành. Khi ấy, mọi người từ xa trông thấy một kẻ chạy trốn sét không kịp là Nguyên Tắc, đang quỳ bên đường, hai tròng mắt lồi ra, tóc phủ xuống hai tay, đầu ngoẻo xuống hình như đã bị đứt. Người ta tiến lại gần xem, thì quả nhiên bộ phận cổ của anh ta đã bị cắt gần đứt, nửa cái đầu tựa hồ đang bị dao chém, máu me chảy lên láng. Đây há không phải là Phong Nguyên Tắc, xưa nay rất nổi tiếng là gì? Người quen biết, thấy anh ta bị chết thảm hỏi như thế. Đa số người khác vừa chứng kiến thảm cảnh đau thương ấy đều kinh ngạc thốt chẳng ra lời. Không biết một người nào đó từ đâu lên tiếng. Tôi biết hắn ta, đây chính là kẻ bất nhân bất nghĩa vì lòng tham trộm đàn dê đem đi bán, cho nên chung cục rơi vào cảnh huống này vậy. Bán nai bắn nhầm con mình. Phong cảnh đường núi cực kỳ đẹp đẽ, trông ở đâu cũng xanh biếc một màu. Có thể nói, anh chàng Ngô Đường này không những đến đây để thưởng ngoạn phong cảnh núi rừng, mà hai cha con anh còn là du khách thường xuyên của ngọn núi này vì anh đến đây với mục đích săn bắn. Lưng của Ngô Đường đeo cung tên, nếu bảo anh ta là một tay thần tiễn thiết nghĩ cũng không sai mấy. Vì lẽ anh ta không khi nào bắn trật mà còn là một tay bách bộ xuyên dương, có nghĩa là đứng xa hàng trăm bước mà bắn trúng lá dương liễu, nghĩa là trong tâm tương ứng với cánh tay buông ra. Bất cứ loài mãnh thú nào gặp phải anh ta thì coi như đã gặp phải khắc tinh, khó mà tránh được đại nạn. Lúc bấy giờ, thấy từ nơi xa xa một con vật có sừng. À, thì ra đây là một con hoẳng.
Khi thấy con nai con dễ thương này, Ngô Đường đã không sinh lòng thương cảm mà anh còn lập tức rút tên lắp vào cung rồi buông dây. Phập một cái, trúng đích. Con nai con ấy lăn quay xuống đất, tắt thở ngay lập tức. Ở phía trái, có một con nai lớn chứng kiến cảnh tượng ấy. Mặc dù thấy con chết đau thương đứt ruột, nhưng phát hiện có bóng người nên chỉ kêu lớn một tiếng rồi tìm đường lẩn tránh. Thế là Ngô Đường cùng con ẩn núp trong một bụi rậm, đứng rình đợi con nai kia xuất hiện trở lại. Đến khi thấy nó dùng lưỡi liếm con nai con, liền lập tức buông tên. Con nai mẹ ấy cũng kết thúc số phận một cách bi thương, nằm quỵ xuống đất. Hạ liên tiếp hai con nai một lúc mà trong tâm ý của Ngô Đường vẫn chưa cho là đủ. Bèn đứng chờ một lát thì hình như có một con nai nữa xuất hiện ở bên cạnh đó, liền dương cung buông tên. Con nai ấy cất tiếng kêu rồi ngã lăn ra. Nhưng mà tiếng kêu thê thảm ấy hình như không phải là tiếng nai kêu mà là tiếng người. Vội vàng chạy đến nơi xem kỹ thì hóa ra con nai mình vừa bắn chết lại chính là con mình. Ôi thôi, phục xuống ôm chầm lấy tử thi của con đau đớn tột cùng. Lúc bấy giờ, bỗng có tiếng văng vẳng trên không trung truyền đến. Này Ngô Đường, ngươi đã biết nỗi đau thương khi con mình chết chưa? Ngươi không hiểu rằng tình thương con của con nai với tình thương con của ngươi nào có khác gì? Đoạn anh ta tựa mình xuống đất trông lên trời. Trong lúc không đề phòng thì bỗng dưng một con mãnh hổ hung dữ từ trong bụi rậm phóng đến nhanh như chớp, cắn lìa cánh tay mà Ngô Đường dùng để bắn. Vậy là Ngô Đường nằm trên vũng máu mà chết.